Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ làm món chuối xào mì nha. Đây là nguyên liệu của mình đây. Mình sẽ làm 3 trái dừa, một nải chuối và một gốc mì nè. Đây là bột bán, đường. Chuối này chúng ta lựa chuối còn hơi xanh xanh nha, hòm hòm. Như vậy luộc nó sẽ không bị bấy, nó mới dẻo. Và sẵn đây mình cũng sẽ chỉ cho mọi người cái mẹo luộc chuối sim mà để nó dẻo, nó ngọt giống như là mình luộc chuối sáp nha. Đây, các bạn cứ cho chuối xanh nằm ở dưới lớp đá trước, rồi mình sẽ cho chuối chín nằm ở trên. Đây là một nải chuối, mình sẽ cho nước vào. Nhớ nắp đậy lại. Và một điều quan trọng là các bạn muốn luộc chuối sim mà để cho dẻo và ngọt như chuối sáp là các bạn phải luộc với lửa nhỏ như vậy nè, để cho cái chất chát ở trong chuối nó ra hết và chuối của mình nó sẽ dẻo và nó không có còn bị chát nữa nha. Rồi, mình sẽ lấy nắp đậy lại và trong thời gian chờ luộc chuối mình sẽ đi nạo dừa, vắt cốt dừa và lột mì nha. Rồi cả nhà đợi mình một lát nữa chúng ta cùng nấu nha. Mình đã chuẩn bị xong hết rồi nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Đây, khoai mì mình đã lột vỏ xong rồi. Chuối cũng đã luộc rồi. Nước cốt cũng đã vắt xong. Đây là nước cốt dảo để lát mình nấu nè. Còn đây là nước cốt đầu nha, để khi chín rồi mình mới sử dụng. Còn đây là bột bán nè các bạn, nên bột bán đi ngâm đi nha. Ngâm để cho nó nở ra nha. Và bây giờ ta sẽ bắt đầu gọt mì nha. Bạn chẻ ra như vậy nè, chẻ làm đôi. Lấy cái sợi chỉ trong đây nha. Lấy sợi chỉ trong đây kìa. Chuối thì mình sẽ lột vỏ ra. Lột vỏ ra như vậy nha. Mình cho vào đây. Và mình sẽ xắt xéo xéo như thế này. Thấy không? Dẻo, vàng. Rất là ngon. Xắt xéo nhưng mà nó dày như vậy nè, để một lát nó không bị bấy nha. Dòng ơi, rồi các bạn nhìn xem nè, những động tác rất là thành thục. Vợ mình hôm nay là làm món gì vậy? Chuối xào với mì. Chuối xào mì. Món này dùng để ăn vào buổi trưa hay là ăn giờ nào cũng được hết. Sau khi ăn cơm rồi đó mình hay giấc tối rồi đó. Nhưng mà muốn ăn á các bạn để vào tủ lạnh nó sẽ ngon hơn. Đặc biệt là lúc mà đang chơi game á là một chén này là rất là nhanh lên ký nha các bạn. Đây. Chuối mình đã sắc xong rồi nè cả nhà. Thấy không? Vàng dạng. Khoai mì cũng đã sắc xong. Trong thời gian mình đã bắt nước cốt dừa lên sôi rồi, mình sẽ cho khoai mì vào trước nha. Ây da. Nó nhảy quá. Cho khoai mì vào trước. Các bạn bắt nước cốt dừa lên sôi thì cho khoai mì, thảo khoai mì vào nha. Rồi mình luộc, mình nấu tới mà khi nó gần chín thì mình sẽ cho chuối vào nha. Đây, khoai mì của mình nè, màu vàng rất là ngon luôn nè cả nhà. Thấy không? Mình nấu khi mà nó như thế này là nó gần chín rồi đó, gần gục, gần mềm rồi đó.
mình sẽ cho chuối vào luôn nha. Mình sẽ cho chuối vào luôn. Thì đó mình nấu một lát nữa, khi mà chuối khoai mì bắt đầu chín á thì mình sẽ nêm đường vào và dằn thêm một tí muối nha cả nhà. Cả nhà nêm cho vừa ăn với khẩu vị của cả nhà nha. Sau đó nêm xong rồi mình sẽ cho bột bán vào. Đây, bột bán mình đã vớt ra nè, vớt ra để cho ráo nước. Một tí nữa mình nêm xong rồi là mình cho bột bán vào là chín đó. Nhà thấy ngon không? Mì này vàng đẹp quá à. Chúng ta cùng đợi đến chín nha. Đây mình đã đem đếm cho đường vào rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho bột bán vào nha. Các bạn cứ cho đường vào và thử cho vừa ăn đi. Rồi mình sẽ cho bột bán vào và sẽ khuấy đều ngang vậy thôi là nó sẽ bị thấm ít á. Khuấy như vậy tới khi mà bột bán nở ra rồi thì các bạn hãy cho cái tô nước cốt đồng này vào và tắt lửa nha. Thấy mì rất là ngon. Đây, các bạn thấy không? Mì vàng luôn. Vàng ngon. Quá trời một chảo luôn. Mình nấu một lần là cho cả làng ăn. Các bạn cứ khoái nha, đừng để cho nó thắng đít. Thắng đít nó mất ngon. Lỏng gì chứ một tí nữa, nó nở ra là nó sẽ vừa ăn. Hồi nãy hơi đặc nên mình đã thêm một tí nước. Đây, bây giờ là bột bán nó đã nở ra hết rồi này nha cả nhà. Đây, nở ra. Còn hơi trắng trắng vậy á, cả nhà cứ để một lát nữa khi mình tắt lửa nó sẽ nở ra và nó sẽ đặc lại thôi. Bây giờ mình sẽ cho nước cốt đầu vào nha. Chưa cái chặn lại. Mấy lần trước mình làm á là dừa cái tới mình tắt lửa cái nó nở ra, nó đặc lại, nó không có nước. Nên hôm nay mình sẽ làm cho nó còn một chút xíu nước để trừ hao một lát nữa khi bột bán nó nở ra thì nó sẽ vừa ăn. Đây, đây mình sẽ cho cả nhà coi tận cảnh nha. Nhà xem hấp dẫn không? Rồi, như thế khi sôi lên mình tắt lửa là xong rồi. Hơi mì có một cái màu vàng rất là ngon. Đây, rồi coi mình tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà nếu mà có làm theo mình thì thành công nha. Tạm biệt.